online qua ứng dụng MyAMS trên nền tảng website. Đầu tiên, các bạn mở trình duyệt website và đăng nhập vào trang web myams.ams.edu.vn. Các bạn đăng nhập username và password. Ở giao diện trang web MyAMS, các bạn click chuột vào mục lớp học của bạn. Sau đó, màn hình sẽ hiển thị các khóa học hiện đang có của AMS. Bạn sẽ kéo xuống để tìm khóa học của mình. Ở bảng demo này, tôi sẽ tìm khóa học Movers. Trong mỗi một cấp độ bài học, sẽ có nhiều bài học khác nhau và được sắp xếp từ dễ tới khó. Mỗi bài sẽ có 3 phần được sắp xếp từ mức độ dễ đến khó và đều được đánh giá số sao cũng như mức độ hoàn thành của bạn. Một điểm lưu ý khi học online đó là các bạn nên bật chế độ cho phép sử dụng micro chương trình duyệt web của mình. Như vậy thì các bạn mới có thể hoàn thành đầy đủ các bài học. Nội dung phần 1 là những bài học phát âm và đọc lại theo phát âm chuẩn. Các bạn có lúc phải biểu tượng chiếc loa để nghe giọng đọc chuẩn của thầy cô giáo về từ mới. Click vào từ mới để xem chi tiết về nghĩa của từ và tiếng Việt. Với những kết quả ghi âm, giọng đọc không chính xác của bạn, MyAMS hiển thị thông báo màu đỏ phía trên để nhắc bạn kiểm tra lại cách phát âm của mình. Các câu hỏi liên quan đến nội dung, chọn hình thức hợp theo từ tiếng Anh được đưa ra. Cách bạn có thể dễ dàng di chuyển các hình ảnh sang trái, phải, lên xuống để phù hợp với yêu cầu của đề bài. Sau khi hoàn thành được 80% của phần 1, MyAMS dành tặng sao vàng cho học viên. Để kết thúc mỗi bài học, các bạn sẽ giành được tối đa 5 ngôi sao vàng từ MyAMS. Sau khi hoàn thành 100% thời lượng của phần 1, các bạn sẽ thấy rõ ràng và chi tiết các số liệu về kết quả học của mình vừa rồi. Ở phần dưới có nêu ra các kết quả của những câu hỏi bạn đã trả lời trước đó. Các bạn có thể xem lại bằng cách click chuột vào câu mà bạn muốn xem lại. Giao diện sẽ hiển thị chi tiết kết quả của bạn, hiện lên các câu trả lời đúng sai để các bạn dễ dàng so sánh. Hoàn thành hết 3 phần của bài học là các bạn đã học xong một lesson rồi đó. Các bạn có thể click vào ôn lại bài bất cứ lúc nào nhé. Mục tiêu là bạn sẽ hoàn thành hết 30 lesson của Mover 1 này để có thể lên các trình độ Mover cao hơn nha. Chúc các bạn học thật giỏi cùng với MyAMS.